Thấy không? Nước này là hoàn toàn là nước suối. Nước từ trên suối chảy xuống. Trong lành. Xây cái hồ trên ở dưới núi. Ở phía dưới còn sâu dưới kia nữa nên là nước ở trên núi nó cứ chảy xuống. Nó tràn ra là nó sẽ chảy xuống phía dưới kia. Luôn luôn là nước thay đổi liên tục, coi như là không có phải nước mà nó cố định giống như các cái hồ bơi nơi khác. Lâu lâu là phải thay nước, còn đây là họ dẫn cái nước suối chảy xuống. Phía dưới đây này. Đây hoàn cảnh đây, nhìn lên phía trên là khách sạn, nhà nghỉ, ở tầng trên cao trên kia nữa là nhà hàng. Đó, xung quanh này là các cái tâm để ngồi phơi nắng uống cà phê đồ này nọ nha. Đây. Còn ở đây xung quanh đây là ruộng bậc thang. Bây giờ mình sẽ đi xuống chỗ ruộng bậc thang. Đây là giáp với các tỉnh khu vực Tây Bắc. Đây là luôn, đây họ dẫn cái đường nước nè, mấy cái ống nước này là dẫn từ trên đỉnh núi cho nó chảy nước xuống ra ruộng bậc thang này. Luôn luôn có nước cứ từ trên chảy xuống, từ ở trên cao chảy xuống cái bậc phía dưới. Lúa nước ha, mọi người thấy nước đó, nó tới cả bậc trên nó chảy xuống ruộng bậc thang. Nước nó chảy róc rách chảy xuống à. Đây là một cái tập trồng lúa của khu vực các tỉnh miền núi. Nhìn ở trên nhìn xuống rất là đẹp luôn, ruộng bậc thang. Từng bậc như vậy đó. Nên là ở đây họ phải làm thủ công hết, chứ không phải như trong miền Tây của mình mà dùng máy móc. Tại mỗi khóm một đường có chút gì nè. Trồng lúa, họ gieo lúa xong rồi họ đem đi cấy từng cây từng khóm nè. Rồi tới lúc cắt thì cũng phải dùng liềm để cắt, chứ không có dùng máy móc gì được. Có chút xíu khúm gì nè. Đó. Đi theo bậc thang đi xuống, mọi người nhìn thấy không, đồi núi mênh mông. Từ trên xuống dưới mình cứ nghe ở đây là xung quanh đây là cái tiếng nước suối nó chảy từ trên núi cao, nó chảy xuống róc rách, nước chảy đầm ruộng, lúc nào nó cũng có nước hết. Đó. Rồi cây cối ở đây là mình nhìn xa mình thấy giống như mây phải không, ở trên đây trên cao nên là ở trên đây đồi núi không à. Không khí rất là mát, hiện tại là ngày hôm qua là ở ngay trung tâm thành phố là nhiệt độ gần 40 độ. Ở ngoài này nó có nắng nhưng mà nó lại không có gió. Nên là nó rất là nóng, nó giống như là mình đang xông hơi vậy đó. Nhưng mà lên tới trên này, cách thành phố Thanh Hóa, ở trên này là cách thành phố là 110 km. Lên tới đây là không khí nó thật là trong lành, mát mẻ. Mình đứng ở đây thì nó có cái mùi thơm của lúa nè. Rồi hương thơm của hoa, các cái loại cây xung quanh. Cảm thấy cuộc sống thật là yên bình. Mát mẻ luôn. Nó giống như là một cái Đà Lạt thứ hai vậy. Nhưng mà ở đây thì đồi núi nhiều hơn. Xung quanh đồi núi là luôn luôn là có trồng tre. Tre trúc, các cái loại cây. Ruộng bậc thang một nét đặc thù, ra đây là chỗ nào cũng toàn là ruộng bậc thang vậy hết. Có chỗ họ trồng lúa, có chỗ thì họ trồng bắp đó. Ở xa ngoài kia thì họ đang trồng bắp kìa. Mình đứng ở trên cao này mình nhìn xuống đó, mọi người thấy không, họ đang trồng bắp. Có chỗ thì trồng chuối, nói chung là chủ yếu là trồng các cái loại lương thực. Hầu như ở ngoài này là họ mỗi nhà một đám gì họ trồng để họ để ăn trong nhà thôi, chứ cũng không có được nhiều lắm để mà bán hay là xuất khẩu giống như ở miền Tây đó. Ở kia đó là cái tóc, ở ngoài kia là một đoàn khách du lịch
của nơi khác tới. Họ cũng đi tới đó xong họ đang dừng lại để họ đi chụp hình ở các cái khu vực ruộng bậc thang này. Còn mình thì hiện tại chỗ này Hằng đang đứng ở trên cao, cao hơn họ. Dạ chị Huệ, hôm trước chị có ở đây không? Hiện tại em đang ở cái này, là ở đây là nhà hàng khách sạn Tuyết Huy. Ở phía dưới này thì họ làm hồ bơi nè, xong rồi phía trên 1-2 tầng là họ làm nhà nghỉ, rồi kế nữa là cái nhà hàng, xong ở trên cùng là họ làm dạng là homestay, ở chung nguyên một cái nhà sàn chung chứa được khoảng 58 người ở trên cùng đó, ngủ tập thể, đi các cái tổ chức mà đi tập thể như là cơ quan hoặc là trường học sinh viên gì đó là tập trung ngủ ở trên đó hết. Mà ở đây lại không có muỗi nên cũng không cần giăng mùng, mà không khí rất là mát mẻ luôn. Ở đây thấy vậy mà giá nó cũng không rẻ. Nếu mà ngủ tập thể trên kia là một người là 280 ngàn một đêm một ngày. Còn cái phòng của Hằng ở thì nó cỡ khoảng 10 mét vuông, có nhà vệ sinh ở trong phòng riêng đó. Thì cái phòng đó là ở đây giá của họ là 1,2 triệu. Còn có những cái phòng khác là 1 triệu, nhưng mà lại không có toilet riêng, mà gọi là toilet sinh hoạt chung với các cái phòng khác. Tính ra thì với cái chi phí ở đây thì nó du lịch ở đây như vậy là giá nó cũng không phải rẻ so với các cái nơi khác. Ở đây thì có xe hàng ngày, xe buổi sáng hoặc là buổi trưa họ đi ra Hà Nội. Tùy theo loại xe, xe 16 chỗ thì giá vé đi đây là 150 ra Hà Nội, còn xe limousine lớn đi giống như giường nằm đó, thì 300 ngàn một người. Mình từ miền Tây, một cái đồng bằng, nơi cái đồng bằng cò bay mỏi cánh luôn, ra tới đây là thấy cái ruộng bậc thang là hai cái nơi có nó đặc thù khác nhau như vậy, nên là cảm thấy thú vị và lạ. Đó, đây đang đứng ở trên đây, phía trên đây còn mấy bậc ruộng đó, đang đây rồi xuống đây là lại mấy bậc ruộng xuống dưới nữa, nó cứ thoai thoải xuống. Đứng đây thì nghe tiếng hiện tại là có tiếng ve nè, ve kêu, rồi tiếng nước suối chảy róc rách đó, biết mọi người có nghe được cái tiếng đó không. Ở đây có hồ bơi nhưng mà mình không có thời gian để mình bơi mình tắm. Hồ bơi thì nước suối nó cứ chảy xuống liên tục, nó cứ đầy thì nó tràn ra, nên là rất là sạch, trong sạch, mát và trong sạch. Đây nè, nước ở cái ruộng này đã đang chảy xuống phía dưới. Đó. Lại cái hồ bơi đây, nước chảy, nước cứ bơm cứ chảy liên tục, nó không phải bơm mà là nước ở trên suối nó chảy xuống. Hiện giờ là đầu tuần, khách cuối tuần họ đã về hết rồi. Hiện giờ ở đây, hiện giờ chỗ này là còn có hai vợ chồng Hằng ở thôi nè. Là nếu mà mọi người thích chụp hình sống ảo thì rất là phong cảnh, rất là đẹp để chụp hình luôn. Đó, cái đoàn người kia kìa, họ đang ở phía dưới đó, họ đang dừng xe lại và đang đi chụp hình. Đó.